Do you have 10 rooms in your house, right? Rồi. Which room do you play in? Không 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 làm du lịch chơi được. Which room do you like the best? Which room do you like? Con thích nhất là cái phòng nào? Không thể ngồi được. This is your bedroom, Không cho nó ngồi chuyển kia lên lên hiện tại hẳn hẳn được kết lập danh cho cháu, nhưng mà hiện tại thì cháu chưa dùng tới, thì hiện tại là hẳn là phòng phòng học của bà chiếm con cháu này, phòng chơi của bà chiếm con cháu, cũng như là trong tương lai sẽ phòng ngủ của cháu. Tương lai sẽ là your tương lai, in the future it will your bedroom, Right. right? Tương lai thì nó sẽ trở thành cái phòng ngủ của con đúng không? Còn bây giờ là vẫn chưa cái ngủ đúng không? Okay, tell me about your bedroom in the future. Trong Hiện tương tại lai thì con muốn trong phòng con nó sẽ có gì nè? cháu không biết nữa nha, cháu thì không cháu biết là trong phòng của cháu còn thiếu gì không nhé. Tự nhiên trong phòng của cháu là tương tương đối đầy đủ rồi, nhưng trong tương lai cháu muốn thêm một số bức tranh ở đấy cho chị phòng nhé. Do you want the picture to decor your Room. okay. Còn gì nữa không nhỉ? Anything else? Một số thì cũng cần thêm một số cái kệ để đựng đựng một sổ sách. Some bookcase, right? Rồi. Còn gì nữa không con? Ừ. Cái kệ bookcase. Phải cuối cùng như thế nào, cuối cùng nó giống như là thêm một xíu, giống như là sẽ thêm đó phong giả sử trong vài vài bông hoa nhỏ đấy, cho chỉ có phong Một vài cái chậu hoa nhỏ nữa. nhỏ rồi hết rồi. Hôm bữa thì bạn bây giờ là hết giờ rồi, nhưng mà cô chỉ muốn nhắc con một xíu là hôm bữa trong cái bài kiểm tra thì mình có cái từ này nè con, heal. Can you spell this A H L A L A I double L. I double L. Nhưng mà hôm bữa thì con biết là đáp án của con nhìn như thế này nè, H I W đúng không? Nhưng mà đáp án của cô phải là hero double L rồi, nên là lúc mà lỡ mà mai bạn đi nghe thì nhớ chú ý ở cái điểm này nè con. Chủ nhật mà con đi nghe á thì chú ý ở cái điểm này nè, ví dụ như là người ta đọc cái tên trước sau là người ta mới đánh vần, thì từ hưu thì có phải là từ này mới đọc giống như là từ hưu đúng không? Nghe người ta đọc cái tên thì mình hình dung cái tên ra trước, được chưa nè? Cháu nó phải lấy cháu nghĩ nhưng chấp bộ eo thành chấp liều. Đúng rồi, double L thành W, có thể là do là mình chưa có nghe nhiều nên là mình chưa có quen là mình cứ nghĩ là W. Được chưa nè, mình nghe nó giống như W rồi, nên là lúc mà thi nghe thì con cẩn thận, nếu mà có nghe thì cẩn thận suy nghĩ lại thử là double L hay là W hoặc là double B hoặc là có thể là hai từ B double T, có thể là rất là nhiều rồi, có thể bị nhầm lẫn cái này ha. Okay, this is the end of lesson Okay, today. Okay, see you next week. goodbye. Bye, This good luck is to you. okay.